Úp con gì? Con đó là sao gấp? Thử trong góc vô gấp được. Góc mà không tới đúng không? Ừ, góc không tới bật. Có con kia nữa hả? À, trong đây nó có mấy con này hả? À? Pokemon là lựa thích lắm rồi. Pokemon là... Nè, có con rất nhỏ. Thiên nghe trong góc. 10.000 hay lượt chơi nè. 10.000 hay lượt chơi hả? Bấm đi. Để sáng vô góc. Này chơi cái viên này đó. Tới lắc, rồi. Lắc lắc. Mấy giây vậy? Còn 20 giây. Rồi, bấm thử thôi. Trời ơi, ta đang ấy rồi, làm gì vậy? Con gì? Ngoài đây nè. Ngoài đây sao gấp? Nó gần quá. Ừ, hết giờ còn 7 giây. Thôi, cái này cũng được, thử đi. Không được rồi thôi. Không được. Mấy à? Được mấy lần? Hai lần. Được mấy hai lần rồi. Giờ nó nằm úp rồi. Ở trong. Mày. Vừa xíu. Đó. Thêm nữa, mới vô. Mới vô là dính đó. Cái này rẻ hả? Sao rẻ vậy? Ai biết. Rồi chưa? Lôi lên. Quay nó. Rồi. Quay hả? Dính rồi. Dính rồi. Yeah. À, đi lượm trên lùa khoe coi con gì. Đi, con thiên nghe hả? Ừ, cho lùa. Lỡ có 5.000 á. À, con nào? Này nè, dễ nè. À, dễ đâu dễ. Dạ. À. Được không? Chưa, bỏ nè. Rồi, lắc lắc nó. Lắc lắc nó. À. Để chị. Lắc cho cái càng nó ấy. Càng nó dẻo. Đây, bấm coi. Rồi dính luôn nha. Ô, cái này đi.